Bây giờ tôi có tí chú quẩy về à. Tôi đây là cũng gần chỗ nhà chú đó, cách nhà có 2 cây số thôi. Dạ. Quán Thèo đó. Chú là con người trong công chúng, chú là em của Vũ Linh. Vũ Linh là nghệ sĩ ưu tú, nghĩa nhân dân, là của ở Việt Nam này người ta tôn trọng thế nào chú cũng thấy rồi. Mà chú mở miệng cho khách xích hai đen này thử đi làm gì? Chú biết luật pháp chưa? Chú hỏi chú biết không đúng khởi sách xích luật pháp vào. Có thử con Hồng Loan á, là con nuôi nó vẫn hưởng tài sản được. Dạ. Con luôn hưởng tài sản được. Bởi vì bây giờ ta giữ theo pháp lý và giấy tờ pháp lý. Đấy, nên nhớ vậy đi. Mà chú gửi khách chơi, khách đi ra thử em để thử. Chú nói tôi nói, để làm gì, ý đồ chú thử làm gì để chú. Chứ không phải là con ruột chú đuổi ra khỏi nhà chứ mà sẵn hả? À. Mà chú biểu là nếu ta thử được mày gì vậy? Ta ra không đây mình không là chú nói là gì tiền quá rồi. Để chú và bà Sáu Nhung và Hồng Phượng có gì tiền cơ mà không biết được luật pháp thế nào. Trước khi muốn làm hỏi rõ luật pháp, tôi nói tôi có giá trị hay không, tôi nói có thắng hay không nha. Đó, vậy thôi. Nói đừng để cộng đồng mạng lên tiếng để nói mình như vậy đó. Chú nên nhớ chú để gương lại, người ta còn tôn trọng chú, còn nghĩ chú là em của chú Vũ Linh. Mà chú đang mở báo sao lợi dụng của Vũ Linh, chứ lên mạng là em là Vũ Linh bánh xèo đám hộ. Thế là chú lợi dụng rõ ràng nè, đúng không? Dạ. Nhưng mình sống thế nào đi, thứ nhất là cái đạo đức. Dạ. Làm con người, mà lại gia đình chú là người văn hóa, là người có công, của quần chúng, công chúng. Nghe. Dạ. À, con chú sắp sửa được Vũ Linh nè, nâng đỡ lên nè. À, lên mà, con thấy là chú nghĩ cái trời. Đó, chú làm vậy có nâng đỡ được hay không? À, chú thấy tự lương tâm chú suy nghĩ đi. Bây giờ con Hồng Loan, ví dụ nói được em đi. Không phải là con đi, nó vẫn có quyền học pháp, muốn tài sản của gia nữa. Điện pháp rõ ràng mà, điện pháp bây giờ người ta công nhận giấy tờ là ông Vũ Linh xác nhận Hồng Loan là con người ta, là con tài sao có quyền tài sản, không cần con ruột, chứ khỏi biểu cách hay đi người ta làm gì hết trơn á, hiểu không? Đừng chèn ép con người ta vô, đừng còn không có, cộng đồng mạng không bỏ đâu, mà luật pháp không bỏ Hồng Loan đâu. Chú và bà Sáu Nhung đó với cô Phượng nên nhớ nghe tôi nói đi đó, suy nghĩ nằm các trai đến còn người mộ cũng vậy nè, là mộ trong gia đình tôi nè, làm cha mẹ không có mặt em tội, ý kiến tôi kìa, là em thì em trong nhà rồi, con có Phượng là cháu chứ bằng cậu mà có quyền lập mộ. Cái cha người ta Hồng Loan, ví dụ nó con non con nuôi đi, nó cũng có quyền, nó có quyền nhất là các cô, có quyền nhất là các cô con lý. À, anh tao chết, anh Năm tao chết, à, là tài sản của tao, của tao với Hồng Nhung với lại của Tiểu Linh là sai hoàn toàn, con người ta đâu, dù con nuôi đi học pháp trời là cũng có quyền hưởng, là sai làm hết trơn rồi đó. À, nhưng mà cho cô hỏi, con hỏi cái bây giờ là tại vì sao là cả bên chỗ chị Phương nè, rồi chỗ cô là mẹ của chị Phương nè, với lại chú Sáu, chú Bảy hả anh Thanh? Bảy. Chú Bảy, tại sao lại bên chỗ chị Phương là sao? Là sao? Ý là ba, có nghĩa là chú Bảy nè, rồi bên chỗ hai mẹ con chị Phương là một phe với lại cậu Thành. Là tại vì sao lại lại ấy là bên là tại tại vì sao lại hướng về bên chỗ chị Phượng mà lại không hướng về chỗ chị Loan, thì cô tại vì sao lại có vấn đề đó? Con Loan người ta nghĩ là con Loan này nó khờ, nó hiền, mới ép đàn chế ra, nghĩ con Loan này không cậu đồng bạn không biết ép chế con người ta để đàn hết ra. Nhưng mà còn lực pháp chi thì từ sao mà con Loan lên mộ ba đó, nó phân trần cho cộng đồng mạng biết, đúng không? Dạ. Nói như vậy đi đó. Bây giờ nếu chú Bảy là người liêm chính rõ ràng, mình làm chú ha, dù nó con nuôi đi cũng là kim bằng chú, chứ anh mình bằng cha, anh có mình nó bằng cha, mà chú Linh nhận nó là con rồi, nhỏ nhỏ lớn vậy mà mới cho phép. Mà khi nào con Loan mà không, chú Linh không nhận làm con đó, có quyền chửi con Loan đuổi ra khỏi nhà được. Con là hợp pháp, hợp pháp công chứng và dây xanh cũng là con võ Đăng Quang nè, Hồng Loan nè, rồi ra chính quyền đâu là cũng toàn là con của võ Đăng Quang rồi, vẫn võ Hồng Loan, đúng không? Dạ. Không có gì mà thắng được con Loan, nên nhớ muốn làm cái gì mấy chú và Hồng là Hồng Nhung và cô Phượng đó phải nhớ rõ luật pháp đi, trả lời chưa? Còn không để hòa giải trong gia đình. Dạ. Ví dụ mà con Phượng đó, con Loan nó lớn rồi, ba mấy tuổi đó, nó đứng vào gia đình được mà. Phượng ơi, Loan ơi, bây giờ ba mất về mua cái hòm vậy đó mà chịu nghĩ hay không? Thấy không? Mai táng ba được như vậy là bao nhiêu tiền đi cúng điếu để con Loan là người phải trả ơn, trả nghĩa lại cho ba nữa nè, đúng không?
chứ đâu phải con Phượng trả hay bà Nhung trả hay là chú Tiểu, chú Linh, Tiểu Tinh trả, đúng không con? Dạ. Nhưng bà làm sai thì là mẫu của là sai, là mẫu là con người ta có quyền. Khi nào chú Linh không có con là bên chị em cháu có quyền. Dạ. Chứ đâu có quyền mà làm gì ép chế con người ta quá. Sai lầm hết trơn rồi, ba người này sai lầm. Bây giờ cô cho con hỏi cái là bây giờ là theo dạ. cô nghĩ thì chị Loan nên làm gì vào ngay lúc này? Tại vì có một mình chị Loan, bây giờ làm sao mà chị Loan có thể là không, một mình cũng ngay cô đừng nghĩ chị một mình là tốt cuộc, cô đừng nghĩ vì con Loan là người trầm cảm, hiểu không? Mà lên cầu mạng này chắc tòa án cũng biết rồi, trả nước trả thế giới biết hết rồi, cô hiểu không? Dạ. Con thì bên người gửi lên tòa án liền, gửi lên tòa án liền cứu xét cho rồi hoàn cảnh rồi vậy đó, hiểu không? Dạ. Vậy thôi, trả thế giới biết hết trơn rồi cầm gì? Việt Nam miền tòa án có biết rồi, giờ cứ nạp với tờ tên họ đó, nạp ô tô với tờ lên vậy ra đúc đơn lên tòa án vậy thôi. Dạ. Nhà ở quyền quốc nhận chữ trước khi đã đi từ bước nha. Bây giờ là nên cô quyền. Bây giờ cô khuyên à. Khuyên cho chị Loan là nên thuê luật sư để mà giúp sức cho việc này cần, hả? Phải cần trước khi giờ đi, cần liền đi. Ừ. Dạ. Vậy theo cô nghĩ là có cần nên là chứng minh là chị Loan này là con ruột luôn không? Tại vì nếu mà là con ruột thì không, khỏi phải tranh giành gì nữa. Chứng Loan cho số điện thoại. Con cho số điện thoại con cho Loan đi, biểu Loan là không cần cái ai bên đen. Thôi không? Không dạ. cần thử. Không nhưng thế mà nếu mà đúng là chị là con ruột thì sẽ tốt hơn chứ con. Cũng như vậy thôi, đã được. Con, đâu, nếu mà con ruột thì già, con rồi. Không, nếu mà con ruột là auto là tài sản là phải thuộc về chị á. Tại vì là chị là cái người con duy nhất là phải tài sản thuộc về chị chứ. Nó sẽ khác hoàn toàn với con nuôi nha. Con nghe rõ cái vụ bà bán bún gạo ông Thọ rồi cách đây 3-4-5 năm nay không? Dạ. Tài sản bà biết bao nhiêu tài sản, bà hàng ngàn tỷ luôn đó. Rồi em gái của bà, em trai của bà mới hết con nhỏ bị con nuôi rồi nha. À, họ nói dành tài sản. Nó nói cũng như còn lo vậy, cũng thế người ta cũng giúp đỡ á. Rồi ra tòa thì trắng tay mấy người có hưởng, cái nói nếu biết điều gì nó chia tài sản của má đi lại cho cô chứ gì và cậu phải không? Không biết điều nó cho từ điện hết. Con nghe gì đó mà. Dạ. Khánh hết, không cần cử Amadeen con, không cần. Con nuôi và con ruột là một, giấy tờ hợp pháp là một thôi. Dạ. Không phân biệt, đúng không? Dạ. Có cần đi thử vậy trơn á. Vậy bây giờ là hôm rồi cũng có nhiều ý kiến nói rằng là chị Nga là cầm tiền cúng đầu kia á, nó liên quan đến con cái Nga gì mà sai lắm rồi, con Nga có quyền. Con Nga là người coi như là để giúp cho cậu Năm, đừng nói tiếng ưu xin là người nặng quá phải không? Tình nghĩa phải không? Dạ tình nghĩa. Mà cậu Năm mất rồi thì con Nga phải liêm chính lại, đừng đứng vào bên nào hết, đúng không? Dạ. Chứ đừng ngửa dựa vào mà bên cô Phượng hay là cô Sáu hay chú mà ép bọn con là sai. Sai cái lương tâm con người của Nga hết. Cô lo, con thấy con Loan là người rất hiền hậu chứ phải không đâu. Con lo cái lúc mà cô con Thường khi Vũ Linh còn sống kìa, nó nịnh cậu Năm rồi khi con nó hung là con thấy đáng con này nịnh nọt rồi. Con ai? Nói trước từ đầu rồi mà. Ai cô? À, ai cô? Nịnh nọt. Nó biết. Ai nịnh con? À. Thì thưa với tất cả bà con thì bây giờ là đang có cái cuộc gọi điện thoại thì rất là tiếc cái sóng nó bị đứt đó cô. Đó nên thành ra bà con thông cảm. Đó thì theo đó là toàn bộ những cái chia sẻ của khán giả thôi, chứ anh em bọn mình thì chỉ muốn ghi âm lại để mà thông báo cho bà con biết là như vậy. Đó chứ mình cũng không có biết là ai đúng ai sai, đúng không anh? Đó nên thành ra bọn em cũng chỉ muốn đóng góp ý kiến một phần nào thôi, rất là mong bà con xem video thì bà con sẽ hiểu cho. Chứ mất công là bà con lại nghĩ là bọn này đứng về phe này phe kia thì nó không hay. Bọn em chỉ gọi là tới đây và cung cấp thông tin cho bà con thôi ha. Rồi, cảm ơn bà con đã theo dõi video rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video lần sau nhé. Bye bye.